Còn các bạn đến với kênh Tuyêu Nghề. Hôm nay mình có một cái trường hợp thực tế mình muốn quay lên cho các bạn xem và cùng tham khảo. Thì đây là cái tủ điện cho các cái dàn bồ đài băng tải cũng như là những cái sàn của cái dàn lau bóng. Nhờ cho 8 cái máy lau bóng này. Thì cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn á là cái vấn đề mà nó thiếu mát. Tại vì khi mà mình nhắn chạy lên những cái dàn này á, chạy lên giờ thì máy chúng ta nó rung. Nó có cái sự rung động trong cái nền. Cái nhất, cái thứ hai là điện của chúng ta nó thứ hai đó là ý mình muốn là cái chỗ dây mát á, dịnh dây này ra cho mình từ dịnh dưới này nè. Nói chỗ dây mát này nè, mình cái đầu kia á mình đã đấu vào cái trong sườn rồi, nhưng mà này nó lỏng nè, bạn thấy không, sụt qua xịt lại là nó di chuyển nó lỏng, dẫn đến hiện tượng là nó sẽ thiếu mát. Thì thiếu mát thì khi mà các bạn nhắn những cái khở này chạy lên rồi á, thì khi mà nó dao động thì lúc đó nó sẽ bị tự động, nó bị nhảy khở, tức là khi mà dao động thì cái mát ăn không có tiếp xúc không tốt á, cái dòng dây tiếp xúc không tốt mà nó không được siết cứng á, không được siết chặt á, thì lúc đó là nó sẽ hiện tượng nó nhảy khở lên hết đó. Hôm bữa tôi cũng mình cũng thấy cái chỗ này nó mát như vậy là chắc ăn rồi, mình thấy vậy thì mình ý mình không nghĩ tới trường hợp đó. Thì khi mà máy người ta chạy cái chừng chút á, nó dao động chút là tự nhiên là nguyên cái bộ khở này nè nó tự động nó nhả ra hết luôn, nó không hít mà nó cũng không nhảy sự cố luôn, tức là người ta đã nhắn rồi nhưng mà chạy hồi nó vô nó rung động, nó có rung chuyển rung động hồi là mát á, nó bị nó ăn tiếp xúc tốt là tự động nó nguyên cái bộ khở này nó nhảy ra hết, thì dẫn đến là đứng máy của người ta, đứng máy lau bóng thì mình mò mãi mình mới phát hiện ra được là cái thằng này nó chưa có được siết thật cứng cái chỗ mà dây mát, mà thấy nè chỗ này nè nó chưa có siết thật cứng, nó lỏng le à, cho nên là nó dẫn đến là chạm mát, nó dẫn đến là thiếu mát sườn không. Thì tại vì á trong cái xưởng của mình làm á, trong cái công ty á là mát là mình đấu vô sườn hết, nhưng mà ở chỗ này cái chân của này là nó không tiếp xúc được cái sườn nào hết á, nó không tiếp xúc được cái chân sắt này nè, cái chân mà để đỡ cái tủ này á, nó không có tiếp xúc được cái sườn mát nào hết á, cho nên là nó thiếu. Bởi vì cái đầu dây nguồn vô bạn thấy là ba dây nguồn vô là dây 95 và một cộng dây 50 là mình sẽ cho làm mát. Đó, dây màu xanh là vô đấu mát nè. Để mình sẽ cho bạn xem cái nguồn vô của nó. Nguồn vô mình đã đấu mát cũng rất là cứng rồi. Tại vì siết con ốc vô ngay tủ nó không có được chặt, bởi vì nó dẫn đến là nó không có ăn mát, nó nhảy khở ra ngoài. Đó, đây là những cái CV nguồn để mình cấp cho những cái máy đó. Là những cái dây xanh bạn thấy không, là mát mình đã đấu ở đây nè. Nè bạn thấy không đó. Tức là nè, mát đây nó không chặt nè, bạn thấy không, vậy là mình quên ở trong đội kỹ thuật mình không có bắt ốc con này, cho nên dẫn đến là mát nó không có đó, dẫn đến mát nó không có thì nó làm nẹt hồ quang, các bạn thấy không. Nếu mà chúng ta không phát hiện kịp thì nó sẽ là nóng dây, nó sẽ cháy dây luôn á, nó sẽ là úng cái dây. Thường ta nói là nó bị ung thư cái dây đó, là nó úng cái dây luôn, nó luộc ở trong luôn. Còn những cái này đã bắt ốc đồ cứng cáp nè ha. Đó. Khi mà nó nẹt hồ quang như vậy á thì các bạn thấy nó
khi mà nó bị nẹt hồ quang vậy thì khi mà chúng ta chạm tay vô thì nó dầm giật chúng ta nha, nó giật chứ không phải không giật đâu. Nó chẳng hạn như bây giờ mà ta đang xài tải, mà nếu mà tải nó nhẹ thì không sao, mà nếu mà tải nặng á, tải nặng là bạn đụng vô nó thiếu mát là giật á. Thay vì bạn lấy ra này nè, bạn đụng này vô là nó giật các bạn á, không? Mà nguyên cây này mình đã nối vô sườn nè, nối vô khung kho nè, đó. Tại vì nguội rồi, hiện tại là mình đang những cái bóng đèn đang sáng, không thấy không? Đó, bóng đèn đang sáng. Đó, mà giờ mình rút dây này ra thì nó tắt bóng đèn nè. Nè, mình dở dây này ra thì nó tắt bóng đèn cho bạn xem ha. Đó, bạn thấy không? Tắt bóng đèn đó. Là làm mát ở đây, dây này mát là mình lấy cho khu vực của cái vàng đó đó. Giờ mình nè, tôi hở ra nè. Đó, nhưng mà bạn đừng đụng vô nha, đụng vô nó là giật á, tại hiện tại nó đang xài cho đèn chiếu sáng. Đó, hiện tại đang xài cho đèn chiếu sáng. Giờ mà tôi chập vô là nó sáng lại nè. Bạn thấy chập vô nè nha. Đó. Thì nó sáng lại. Thấy không? Tại do là đang xài nguồn đèn chiếu sáng cho nên là nó phải lấy mát. Và dây này tôi thấy là đang nóng. Nó đang nóng. Đó. Bởi vì hôm bữa kêu mình xuống sửa mà mình ý y, mình nói ở đây là toàn là bắt ốc hết rồi, dây mát là ngon lành rồi, có gì đâu mà không có mà nó bị vậy. Không có nghĩ tới trường hợp là nó thiếu mát, ai ngờ ở đây. Ai ngờ ở đây nó chưa bắt ốc vô. Thấy không? Chưa bắt ốc vô. Ai về ở đây mà chưa bắt ốc vô cho nên là nó dẫn đến là nó bị nạt hồ quang. Rồi dây này mình thấy là đang rất là nóng. Các bạn thấy không, nó bị nạt hồ quang á. Nếu mà bạn lấy ra gì mà bạn chập vô dây đó mà đang có tải á, lại giật bạn nha. Cho nên bạn cần chú ý khi mà làm, chúng ta cũng nên biết được một chút. Nếu mà chúng ta muốn chập vô thì chúng ta phải tắt tải hết. Ta tắt cúp CV, tắt tải, không cho xài gì hết thì chúng ta đụng vô, chúng ta bắt ra bình thường. Còn nếu mà bạn mà đang có tải, mà bạn chập vô như vậy mà không nó đang hiện tượng là thiếu mát, thì lúc đó giật chúng ta có thể nặng, là chúng ta có thể sẽ đến là bất tỉnh, mà có thể dẫn đến chết người luôn á. Cho nên bạn chú ý, nếu mà tải nặng á, nếu mà chúng ta đang dùng tải nặng mà bạn chập vô vậy là mà nó thiếu mát là rất là nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên chúng ta làm thợ điện, chúng ta cũng phải biết một chút xíu về kiến thức về điện để chúng ta xử lý tình huống, chứ không phải như là mình làm ẩu tả mình không biết là chụp vô là nó công lắm ha, ảnh hưởng đó. Hiện giờ dây nó rất là nóng, tại vì nó đang bị úng này, là tại nó tiếp xúc không tốt á. Dây mát ta tiếp xúc không tốt thì nó dẫn đến là hiện tượng vậy. Giờ để mình tắt CV, mình tắt tải để mình cho nó mình bắt ốc cho chúng cáp vào cho nó chạm mát tốt được. À, các bạn theo dõi mình ha. Giờ để mình đi tắt những cái CB này hết, để nó đang còn tải không được. À, nó đang thiếu mát bởi vì đèn nó cũng không sáng luôn. Mình tắt tải nó rồi. Cúp CV nó. Rồi không, nó đang sử dụng, đang lấy mát sử dụng cho những bóng đèn sáng này nè, những cái đèn báo pha nè. Rồi nó đang ấy cho những bóng đèn chiếu sáng này. Đó, cho nên là dẫn đến là nó bị nạt lửa, bạn thấy không? Cái dây này á, à dây bạn thấy nè, à, thấy không, nạt lửa nè. Đó, cái dây này là cái dây mà mình lấy từ mắt sườn đây, bạn thấy nè. À, mình lấy từ mắt sườn thôi, thấy không nè. Mình nấu vô, tại vì mát dây trung tính của điện lưới mình đã cho vô những cái sườn kho này hết rồi, nhưng mà do cái chân của cái tủ này nó không có dính liền với cái sườn
cho nên mình hiện tượng mình khắc phục đỡ, tại mình chưa có biết là ở ngoài nó bị chưa có bắt ốc, cho nên mình bữa đó mình chưa có khắc phục triệt để. Mình lấy đỡ thằng mát này mình đưa vô, lấy đỡ mát này mình đưa vô thì mình thấy hiện tượng nó vậy là mình biết nó thiếu mát rồi đó. Khi mà bạn ấy thấy đưa vô nó nạt mạnh gì là biết là nó đang thiếu mát, thấy không? Đó, thì khi mà bạn đưa vô cứng gì rồi thì bạn chạm không sao ha, bạn chạm không sao, tức là làm sao mà cho đưa vô cho nó chạm mát và nó ok rồi á, thì lúc đó là bạn chạm vô, bạn đụng vô không sao, mà rồi lúc mà đang mà nhập nhầy á, lúc mà đang chưa ăn tốt á, mà bạn chạm vô thì lúc đó nó bị giật ha, như chạm vô thì không sao, đêm này nó đang ăn tốt rồi, đang tiếp xúc tốt rồi đó. Còn nếu mà nó không tốt mà bạn ấy là nó bị chập liền, là nó bị giật các bạn liền, thấy không? Đó. Giờ để mình cúp CB để mình đấu lại cho bạn xem. Còn hiện tượng này thấy không? Nhá lửa bạn thấy cũng hết hồn ha. Đó, thấy không? Đó, thiếu mát đó là gì đó. Để em cúp CB mình ấy lên cho bạn xem. Cúp đó. Hồi nãy khi chúng ta tắt hết tải rồi thì ta nó không còn tải nữa, thì nó không còn gây hồ quang nữa, bạn thấy không? Nó không còn quay gây nẹt hồ quang nữa, tại vì nó hết tải rồi. Còn nếu đang có tải nữa bạn làm gì là nẹt hồ quang liền. Nếu bạn đụng vô nó tí xúc tốt, đụng vô lại giật các bạn ha. Đó. À, hết. Nó hết vậy rồi. Tại mình đã cúp CB rồi. À, bạn thấy tôi chập vô nó không có còn nẹt lửa nữa này không? Dây nãy nó không còn nẹt lửa nữa. Các bạn thấy ha, mình khi mình cúp CB không có tải rồi thì mình nẹt nó chạm mát sườn vô nó nghỉ nẹt hồ quang nữa không, nó không còn nẹt nữa đó. Để mình đấu dây đó vô rồi bình thường lại cho mình xem. Tại trong thời gian chờ đợi con tán ốc để bắt vừa cái lỗ này để bắt vô lại, thì mình cũng nói là kiếm bạn là mát sườn của chúng ta thì không thiếu, không mát sườn thì không thiếu, nhưng mà thiếu cái là giờ chúng ta bắt mát nó không có tiếp xúc tốt á, cho nên nó mới gây hiện tượng đó, chứ mát sườn chúng ta không thiếu, tại vì do chúng ta lấy nguội từ điện lưới, ta lấy mát từ điện lưới 3 pha 4 giây đó, ta lấy dây trung tính của điện lưới, ta đã đấu vô cái sườn mát đó rồi, sườn mát của khung kho này nè, cái sườn của khung kho, và một điều nữa là tất cả cái sườn khung kho là nó giống như là tiếp địa vậy đó, tại vì đóng như mình nói những clip trước đó, nó đóng xuống dưới 30-40 mét dưới đó, thì lúc giống cũng như là cái dây tiếp địa của mấy cái điện lưới, nó đóng cặp tiếp địa thôi, cho nên nó rất là mát, nó rất là ok, chứ không có thể thiếu, là do chúng ta tiếp xúc tốt thôi. Bây giờ mình đã bắt mát ngon lành này ha, cứng cáp ok đó. Giờ mình đi lên tủ điều khiển bắt lên coi nó còn sạc lửa không. Được rồi, khóa ba dặn này nó được. Dặn ốc luôn nó được không? Rồi dặn cho nó cứng chút. Không đụng cho khóa bự phải không? Rồi. Rồi. Rồi, ống đóng CB lên đây. Chúng ta
nạt thử coi. Mà thấy không, nó hết nạt hồ quang rồi, chứng tỏ là mát nó ok đó. Đó thấy không? Hết nèo quang nè, tức là mát nó đã ok đó, ngon lành nữa không. Giờ mình khỏi cần sử dụng này nữa, bỏ nó ra luôn, tại vì nãy mình chưa có cái mát tiếp xúc tốt. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình và đồng hành trên kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua. Nếu có cái vấn đề nào muốn chia sẻ các bạn nữa thì mình sẽ quay lên chia sẻ cho tất cả các bạn. Xin chúc các bạn có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, thành công trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu mà có hay thì các bạn nhớ cho mình một like và chia sẻ giùm mình để mình có thêm động lực mình phát triển kênh tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.